Xin chào tất cả các bác nhá. Hôm nay em lại bắt đầu hành trình soi cua đêm. Xin mời các bác cùng đi soi cua đêm với em nhá. Bên này nước đã bắt đầu về ruộng rất là nhiều. Là em sẽ quyết định đi soi cua để làm món canh cua. Nước rất là nhiều ở đây rồi, đã thấy một con cua này nha mọi người ạ. Con cua mới, ôi hai con này. Cua mỡ này mọi người này, cua này mà rang cũng rất là ngon và béo nhé. Thấy chưa ạ, cặp này rất là dễ luôn, nó không bị cặp vào tay mà nó cũng không bị động nước để nó. Đây này mọi người này, đây mọi người nhìn thấy không? Đấy, một chú cua to đùng. Nước cũng to chứ là sẽ khó bắt hơn. Này rất là mắc trời luôn. Chạy rất là nhanh luôn nhá. À đấy rồi. Chùm nãy đúng không ạ? Thấy không ạ? Cua vàng ươm nhá. Cua hồng nó canh ngon miễn chê. Đây. Đây là một chú này, đây là một chú này. Thank you.
vàng ươm. Rắn đi ăn đêm này. Người thấy không? Rắn thì bắt dễ hơn là lươn nhé. Thấy mọi người thấy không? Chú rắn đang thì đi săn mồi. Đấy, thả là chú chạy nhanh không? Bị trượt mất hai con lươn các bạn. Giống lươn rất là khó bắt nhé. Này bà. Bây giờ là đang nó có một cái lớp rêu, một lớp nước lâu ấy, nên là con cua nó lủi ở dưới, khó bắt hơn lúc trước. Toàn cua béo nhá. Trông rồi. Người thấy. Thấy không? Con nào con đấy căng đẫy. Còn chưa? À đây có một chú cá. Cá này đang làm gì này? Thôi. Mọi người nhìn này. Con rắn này. Nhìn thấy không? Con rắn đang đi ăn đêm này. Em sẽ bắt cho em cho mọi người xem nhé. Mọi người thấy chưa? Thực ra con này mà to một tí nữa là làm chả là hơi bị ngon đấy. Nhưng mà vì nó bé quá mọi người ạ. Bé quá nên là thôi. Thả cho nó đi kiếm ăn. Nuôi lớn rồi chị bắt sau. Đợt này cua béo ngon thật, con nào con đấy béo muốn càng thơm nữa chứ. Ví dụ chỗ này nó nhiều thủy vàng nó nhìn hơi khó, nhưng mà với con mắt của em thì không thể thấy khác được. Cun này chạy này. Ui, nó to quá. Nước.
chưa? Mai có bữa canh cua ngon rồi. Em sẽ để vào trong chậu này, ngày mai sẽ làm món canh cua cho gia đình. Đấy, các bác yêu quý thì nhớ xem và ủng hộ kênh cho em nhiều hơn nữa để em có thêm động lực nhé. Xin chào tất cả mọi người.